Lâu rồi em chưa coi livestream của anh xin lỗi em đi. Thật cái quần què gì vậy má ơi, má sao á. Đáng lý má lâu rồi má không coi livestream của con thì má phải xin lỗi con hay là nói gì đó, tự nhiên tôi xin lỗi. Rồi xin lỗi em, gì lâu quá em không có coi livestream của anh nha. Nào chơi bà ngoại vậy nếu. Trời mày hỏi gì mày hỏi tôi. Nào chơi game rank đi, mà hỏi vậy với mỏi gì kỳ vậy em. Ủa không được chậm bông ở dưới vậy, lát nữa mấy cái con kia nó đi từ sau lưng của mấy cái này nó đi lên vậy mình thua rồi sao ta. Quên nữa ta. Vậy mình phải đặt cái vàng bông của mình ra ngoài này. Để lát nữa cái vàng ở dưới đây mình sẽ chơi đánh bóc. Cái vàng trên đây mình cũng sẽ chơi đánh bóc luôn. Nói chung là mình chỉ chơi đánh bóc thôi. Bóc, bóc 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 hết. Dám giỡn với tao. Ói tiền ra đây mấy bà ơi. Ói tiền ra đây lẹ lên. No. Oh shit. Sao thằng quỷ này nó đi vô đây rồi. Không sao nha mọi người, không sao nha mọi người. Tôi lo được, tôi mần được, mấy ông cứ yên tâm. Bóc, chỉ cần đấm bóc, chỉ cần đấm bóc. Một con đấm không nổi thì hai con. Đấm thì cái nào lội cứt thì thôi. Má mình đặt cái nó ẩu rồi, mình phải đặt ở kia cả mới đúng. Ủa sao trái bom đó nó không nổ ta, quên ha. Mình muốn cái trái bom nó nổ thì mình phải đặt kiểu kia nó mới nổ được. Rồi cút rồi. Rồi đi rồi. Rồi không có cái lá nào màn này luôn. Ừ hay có cái lá. Thôi kệ, không sao không sao, ở trên đó xài xe đi. Ba mạng ơi, thắng rồi. Thắng nha mọi người, chúng ta vẫn thắng nha. Đợi trái bom nó trồi lên nè, à, nổ cái cút. Ok. Thắng nha mọi người. Quên hồi nãy giờ chơi mà quên quên bỏ cái webcam nhỏ lại luôn, mọi người thông cảm nha. Sorry nha. Tiếp tục nha mọi người, cứ vậy mà làm, cứ vậy mà làm, vậy thôi đó là thắng đó. Cái nhà của tôi nó chỉ đơn giản vậy thôi mà nó thắng đó mọi người. Ồ mấy bữa trước tôi kỳ thị cái trái bom này lắm nhưng mà bây giờ tôi suy nghĩ lại rồi. Tôi không kỳ thị nó nữa. Tôi xin lỗi được chưa? Ủa đâu rồi ta? Ủa đâu rồi? Ủa? Ôi cái này nó không cho mang băng rồi. Cái này nó không cho Hiếu mang băng rồi mọi người. Nó cũng không cho tôi mang theo con kia luôn. Rồi vậy ý trời đã định. Thôi kệ không sao. Lấy sao hút đi. Giòn 30k tiền sao còn có 7k vậy anh Hiếu. Ủa. À hàng gì.
Hàng Dĩ Hiếu thắc mắc là ủa sao nó không cho mang theo. Ra là vậy. Rồi bị lủng ở giữa rồi. Không sao, không sao. Oh. Thắng rồi, thắng rồi, vậy là thắng rồi. Thắng rồi nha mọi người. Tôi thắng mà giòn luôn á. Hay không? Hay không? Hay không? Hay không? Mấy ông hay không, hay không, hay không, hay không? Trời ơi là trời. Tôi thắng bao giòn luôn nha. Chỉ là xài cái xe cái đầu tiên thôi. Ok, cũng được, cũng được. Trời, tính ra là còn dư. Còn hả, dư luôn một cái đống bơm luôn á. Sao bình luận chậm vậy? Chậm là sao? Hello bạn Ngọc Gấm nha, hello em, hello bạn Yến Ngọc, chào bạn Ánh Dương nha, hello bà, hello bạn Trần Viễn Vọng nha, chào fan, chào bạn Quốc Thái, hello em. Sao không full miền tiền sử? À, full miền tiền sử, full cái miền tiền sử cái lúc mà nó bay xuống về sau rồi sao anh đỡ? Hồi nãy đặt bơm kia không à? Rồi cái này nó cho hả, mang theo bông hái tiền này nè. Get go. Cứ đám bốc mà làm. Gì vậy? Gì vậy? Gì mới vô có dùm, có rộng, cái gì mới vô mà có khủng long rồi. Không giòn. Nó chuẩn bị đẩy con kia tới đá. Có gì đặt cho nó ăn trái ớt đi. Con này tạm thời đứng yên đi. Ói tiền ra mấy đứa ơi, mấy đứa không ói tiền ra là chết đó mấy đứa ơi. Oh shit. Rồi ở trên lủng rồi, ở trên lủng rồi, xài xe luôn. Không sao hết, không sao hết. Rồi cái này chắc cút rồi quá.
Ồ, nó ăn qua cái con đó luôn rồi hả? Thôi kệ, không sao, hai cái xe dưới đây cũng xài đi. Giờ mình phải bảo vệ cái hàng bông ở trên rồi, ở dưới đây cũng lủng rồi. Nhà của tôi mấy ông coi nó hơi rối mắt nha mấy ông. Rồi, chuyện gì tới cũng tới. Chuyện gì tới nó cũng tới. Nhưng mà chúng ta vẫn thắng như bình thường nha, không có gì khó luôn. Vẫn thắng, vẫn thắng. Hơi chật vật một xíu, hơi chật vật một xíu thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là chơi nhà đấm bốc là nó dễ hơn là mình chơi cái nhà kia, nhà súng á. Chơi nhà súng nó mới khó. Nhà biết vô ngán cái gì không? Tôi ngán mấy cái con chim mà nó thả mấy cái con ở đằng sau á. Ví dụ nha, mình đặt cái con đấm bốc này á thì nó còn đấm được mấy cái con đằng sau, mà còn mình đặt mấy cái cây như cái cây điện á, nó đi từ phía sau đi lên là cút. Là cút luôn. Giòn giòn chứ, này giòn nha, nhà này vẫn giòn nha. Anh Hiếu lên phòng 303 đi, có hotboy U90 đợi anh, nó chả anh kìa anh. Em nói với lại hotboy U90 á là tắm rửa sạch sẽ đi nha, anh rửa lỗ tai quầy cái anh lên. Anh Hiếu ơi, sao lúc em đi ngủ mà có mắt nó cứ nhắm lại thấy anh? Ờ, tại vì nó không muốn có thấy cái nết em á. Nó không muốn thấy cái lương tâm của bà nên nó nhắm hai con mắt lại á. Rồi cái này nó cho, ôi, cái này nó cho mang ba cây này thôi nè. Hay vậy? Thôi ba cái này thôi cũng đủ thắng rồi. Thiệt, ba cái này thôi là đủ thắng rồi. Giờ phải để luôn 170 tiền, 75 tiền mình đặt cái con đẩy lùi ra. Ôi, má chuyện gì tới cũng tới. Cái thằng ông nội kia nó ra rồi. Ối tiền ra mấy đứa ơi. Ồ, nổ cũng xa đó bà, nổ cũng giòn đó. Nó đẩy tới rồi, nó đẩy tới rồi. Oh shit. Ê, ê, ê. Má nè. Vậy còn ở đây sao ta? Cái này là nó cho mình trải nghiệm thử cái bom nổ á mọi người. Giờ mình phải thắng cái này bằng bom nè. Đặt bom sao hay á mà nó nổ được á, đẹp. Đó. Trời, nó nổ không chết hết, vẫn còn.
vẫn còn bị lọt khe. Cái này còn xe nên mình khỏi cần bỏ thêm nhà, tạm thời vậy thôi. Chỗ nào còn xe mình bỏ đó đi. Oh shit. Rồi xong không kịp luôn rồi. Ừ hay. Ồ cái bom nó hay vậy ta. Cái bom đó nó trồi lên lẹ vậy. Ở dưới lũng nha, ở dưới lũng nha. Rồi cút nha, rồi restart nha, rồi restart nha, rồi restart nha. Rồi. Không giờ. Chắc dày quá. Chắc giờ trước mắt còn phải dày rồi. Phải đặt một trái bom làm sao mà nó nổ cái chết hai con đó thì mình mới kịp mình qua cái này được. Ôi phải đặt con dưới hả? Ờ nổ kịp mà. Hai. Nổ. Hai. Má nó nổ lên cho nó không kịp luôn chứ. Nổ kẹp, nó nổ kẹp, mấy ông yên tâm. Nó nổ cái bùm cái cút hết tụi này luôn. Trời ơi. Oh my god, điệt. Nó mạnh vậy sao? Nó mạnh vậy mà từ trước giờ mình chê nó là sao? Trời ơi là trời, nó nổ xa vậy luôn á hả? Trời ơi. Được 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 được. Phải nâng cấp thôi, phải nâng cấp nó thôi. Bữa là tai nạn, bữa là ha, tôi kém hiểu biết. Sao lủng cái gì mà ở nhà như cái mùng vậy trời. Rồi xong luôn. Xài cái lá vậy mà cũng bị lủng luôn. Vậy trên đây ai cứu nữa? Vậy là trên đây chỉ có bơm nó mới cứu được mình thôi. Lẹ đi bơm ơi, con hồi lẹ lên con ơi. Không sao, không sao. Không sao. Hay hay hay. Trái bom này phải hay nha. Trời lên. Hay nổ. Nice. Hay quá, hay quá. Khen trái bom, khen trái bom, khen trái bom. Chơi con khủng long nha, chơi con khủng long nha. Ôi coi bộ phải xài tới tiền rồi, coi bộ phải xài tới tiền rồi.
Trời, mày này coi bộ mình có xài tiền mình qua cũng không nổi luôn rồi mọi người. Qua nổi mà đúng không? Má mình đã xài tiền ở đây rồi mà nếu mà mình không qua được cái này nữa thì cút thiệt á. Oh shit. À. Tôi bây giờ đã hiểu tại sao mấy ông nói là hả cái màn tiền sử khủng long nó khó rồi. Hiểu phải tốn tới 2.300 tiền mới qua được màn này. Hôm nay nó bán trong skin, nó bán skin cây đấm, cây nấm với cho tiền với cây nấm đá mà anh chưa có nấm đá nên là không lấy skin nấm đá đâu. Ồ giờ anh cũng không có tiền để mua thêm skin nữa luôn. Anh giờ anh nghèo nàn lắm rồi. Giờ anh còn có cái nịch thôi à. Hello bạn Nguyễn Lợi nha, hello bà, hello bạn Đỗ Hữu Bằng nha, chào fan, chào bạn Nguyễn Duyên nha, hello em. Sử dụng súng đi anh. Cái màn hồi nãy nó tự cho anh xài ba cái đó đó. Chứ anh chơi đấm bóc anh vẫn thắng nha. Chơi đấm bóc vẫn rất là giòn, tính ra là đấm bóc còn dễ thắng hơn nhà xài súng nữa. Thôi lần này chúng ta chơi súng điện đi chúng ta ơi. Lần này lấy súng điện bắn cho nó giòn. Gì vậy anh hai, đi đâu lẹ vậy, đi đâu mà vội mà vàng. Ồ ối tiền ra đi để tôi xây cái súng điện, tôi bắn cái con lùn nó coi. Nó chuẩn bị hết đóng băng rồi kìa. Ok. Con này yếu lắm, bắn xíu nó chết à. Thôi chết rồi, hồi nãy Hiếu không có mang theo cái kia rồi mọi người. Hay quá. Hiếu không có mang theo cái để bỏ qua cái kia. Cái gì quên này, cái đó tên gì quên này, 500. Không sao đâu mày, yên tâm đi, tôi qua được. Thank you.
ngừng mọi hoạt động lại. Trời, con boss đang bị con boss đang bị đóng băng, cái tôi bỏ cái lá vô cái nó dừng mọi hoạt động lại luôn chứ. Kumane. Không ai được phép đụng tới bất kỳ cây bông nào của tôi luôn á. Tao giật mày chết, tao giật mày chết. Bao nhiêu đây súng điện mà chẳng lẽ bắn tụi mày không cút. Trời ơi, ba hàng súng điện rồi, ba hàng súng điện rồi. Cái gì nhiều quá vậy? Dừng lại. Còn nữa hả? Boss còn nữa hả? Ở đâu mà nó ra từng đợt lắm vậy? Rồi lỡ như cái màn này mà hồi nãy tôi chơi đấm bốc rồi, có phải tôi cút luôn rồi không? Màn này nãy tôi đưa đấm bốc ra hả? Tôi không biết tôi đấm tới chừng nào luôn á. Thôi đấm hồi chắc văn ba sải luôn cũng chưa suy nhê gì luôn á. Ôi nice. Trời ơi là trời. Cái cây điện giòn á, cái cây điện rất giòn nha. Cây điện giòn á, cây điện giòn á. Cái điện nó giật le nọc luôn á. Hết là bạn Quốc Tuấn nha, hết là bà, hết là bạn Lâm Khánh Tài nha. Chào fan chơi nắm thôi miên khủng long dễ thắng hơn. À, nắm thôi miên 5 cây. Hết là bạn lạc mất niềm tin nha, hết là bà, hết là bạn Trần Kiệt nha, chào fan. Nếu buổi tối tầm cả nhà anh Hiếu đang ngủ, anh Hiếu chạy ra ngoài anh cúp điện rồi anh chạy vô anh ngủ như không có chuyện gì xảy ra, xong cái anh ra anh Mai nói với chị Huệ là không biết nữa, không có nhớ, và câu cuối cho em xin 50.000 tiền chat và dụ dỗ anh, và em nói cái câu nói là đừng bao giờ khinh thường người khác, mong anh Hiếu rip em không rip mất chinh. Và tự nhiên nhà tôi đang ngủ, cái xong cái tôi tắt điện hết, cái xong cái đợi tới ngày mai nói là như nói với nhà tôi là không biết không nhớ nữa, rồi lỡ như ngày mai nhà tôi cũng không biết có cúp điện luôn á má. Ơi con gồng thổi băng, con gồng thổi băng, con gồng thổi băng, gồng thổi băng gánh tem. Con gồng thổi băng này gánh tem nè, còn thêm thôi miên nữa hả? Chỉ cần xây được 5 cái con gồng thổi băng đó thôi là giòn luôn á. Rồi với lại cái vàng bông đẩy lùi, vàng bông hả, trồng lùi. Nổ cái bùm cuốt hai con trên, nhưng mà con dưới này chưa cuốt, nên là mình cần phải có bông đẩy lùi để đẩy con đó lùi về. À da, ở trên ẩu rồi, ẩu rồi, ẩu rồi, ẩu rồi. Vậy còn ở trên ai cứu? Ở trên lấy cái gì cứu đây? Xài xe, xài xe. Ở đây chắc xài xe rồi, cái này xài xe đi, không sao. Mình tiếc gì mấy cái xe đó, đâu có nhầm nhò gì đâu.
Dạ cỏ ở dưới đây thì sao? Hay quá, nó cầm đủ thời gian á, nó cầm chừng đủ thời gian cho cái cây kia á. Hay. Ở trên đây là tụi nó bị đi chậm rồi. Hai mấy con gồng này bị thôi miên rồi mọi người, nó không xi nhê gì nữa. Cái cây gồng thổi băng này nó kết hợp với lại cái cây này rất giòn nha. Nhân 2, nhân 2, nhân 2. Hay. Đào sao hên được mọi người, tôi tính rồi đó, tôi tính hết trơn rồi đó. Hai cái con này nó yêu nhau nè, hai cái con khủng long đó nó nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến. Lâu rồi em chưa coi livestream của anh xin lỗi em đi. Rồi cái quần què gì vậy má ơi, má sao á? Đáng lý má lâu rồi má không coi livestream của con thì má phải xin lỗi con hay là nói gì đó, tự nhiên tôi xin lỗi. Rồi xin lỗi em gì lâu quá em không có coi livestream của anh nha. Hello bạn Hồ Chí Dũng nha, hello bà Zombie Kinh yếu, Zombie Kinh vừa mới phá đảo ngày hôm qua phần 2 lần 2 đó. Hello bạn Trương Quang nha, chào em, chào bạn Quốc Tuấn nha, hello bà. Thật ra nhiều bạn cũng không biết khi đàn ông họ im lặng là lúc đó đồng nghĩa với việc họ không nói. Giờ mới biết luôn á, giờ mới biết luôn nè, cảm ơn cái triết lý của em nha. Cảm ơn. Hả, nhiều bạn ở đây không có biết đó. Hả, đàn ông á nhiều khi họ im lặng đó là lúc mà họ không nói. Đàn ông chỉ khóc khi nào hả nước mắt họ rơi thôi. Cái gì mất nết vậy bà? Trời, tao để đấm bóc tao đấm mày chết, tao để đấm bóc tao đấm mày chết. Tao để đấm bóc của tao đấm mày yếm quần. Ôi, cái trái bom nó nổ, cái trái bom nó nổ tới con boss luôn hả? Vậy mày đi, mày chỉ có đi thôi. Ơ, con zombie mất dạy vậy, nó cắn chết con đấm bóc tôi rồi mọi người. Giờ mà nó thả zombie ra đây, cái lạng zombie tôi hả, đấm nó, ê con zombie tôi nó nổ, cái lạng quýt liền. Gồng hả, gồng hả, gồng ra hả, con gồng nó thôi miên không được, con gồng nó không thôi miên được. Trời ơi, nguyên một hàng luôn. Trời ơi, nguyên một hàng đó luôn. Ôi con boss này cùi mọi người ơi. Con boss này cùi quá. Nè, giảm boss giảm. Boss này không giòn. Ủa, cái trái bom tôi đâu rồi? Ủa sao kỳ vậy? Cái con đấm bóc này từ hồi nãy giờ nó đấm con boss muốn chim cút luôn á. Nổ cái cút luôn.
ỉa trái. Trời ơi, bớt cùi, bớt đúng cùi luôn. Hai con đấm bắp của tôi nó đấm. Rồi sao nhỏ chết văng con mắt ra rồi mà mấy con bông nó còn bắn hoài vậy mọi người? Bot dâm. Hello bạn Trần Hoài Bảo nha, hello bà tới màn biển rồi Níu ơi. À màn mọi người nói khó đây đó hả. Hello bạn Nguyễn Huy Hoàng nha, hello bà, hello bạn Đỗ Hữu Bằng nha, chào fan. Hello bạn Nguyễn Đức nha, hello em anh Níu hài quá ha, có lúc không hài. Nào chơi bà ngoại vậy anh Níu? Trời mày hỏi gì mày hỏi tôi. Nào chơi game rank đi, mà hỏi vậy với mỏi gì kỳ vậy em. Anh đấm cái gì mà anh đấm ạt 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 vậy anh Níu ơi, đấm bóc em. Đấm bóc, anh có hai cái bài tẩy nha. Một là cái nhà cây sấm sét, hai là nhà đấm bóc. Hello bạn Quý Thuyền nha, chào em, chào bạn Huỳnh Đạt. Hello bạn Nam Nguyễn nha, hello. Ủa gần phá đảo rồi hả mọi người. Hello bạn Huỳnh Đạt nha, chào fan, chào bạn Quốc Tuấn nha, hello bà. Hello bạn Khoa Lê nha, chào fan, chào bạn Thanh Tú, hello bạn Khánh Huyền, hello em. Chào bạn Gia Mẫn, chào em, chào bạn Trần Thị Cẩm Vân nha, hello bà. Hello bà Anh Thư bờ rổ phím nục mô, chào fan. Ủa gần phá đảo rồi hả? Gì dễ vậy trời. Còn có hai map nữa phá đảo rồi. Trời phá đảo trong khi không nạp ngàn nào luôn trời ơi. Hello bạn Nguyễn Lê Đức Thiện nha, chào fan, khi nào có người yêu vậy Níu ơi? Trời đất ơi, buồn nha, chê nha bà. Hello bà Nhật Tân nha, chào fan, chào bạn Ngọc Gấm, hello bạn tên TikTok nha, hello em. Hello bạn Quỳnh Nhân nha, chào em, chào bạn Huỳnh Hân nha, hello bà. Hello bạn Anh Thư, chào bạn Thùy Loan, chào em. Chào bạn Lưu Thành nha, hello em. Giòn. Hai cái map này không easy. Cái màn ba map này anh được chơi cây ăn thịt á. À trời ơi, con của tôi. À map biển là phải đặt cái nấm ở cái đặt cái kia đúng không? Giờ trước tiên á là tôi sẽ mở màn bằng súng điện trước đi nha. Mình mở màn bằng súng điện đi rồi mình tính sau. Được, chúng ta sẽ mở màn cái map này bằng súng điện. Mới vô cho 75 thì mình sẽ xây hai cái này. Nhạc hay á, nhạc hay á, nhạc giòn á. Ồ khoan đã. Không biết cây súng điện này khá có giòn không nữa đó. Con đó nó chui lên đây thì nó bị cái này. Con này đi qua đây thì bị đóng băng. Nó ăn cái lá bèo hả mọi người? Cái lá bèo đó Hiếu không bỏ bơm lên được. Rồi Hiếu bỏ bông ăn thịt lên. Rồi lỏng Hiếu bỏ bông hướng dương lên, Hiếu lấy tiền. Rồi xong Hiếu thả bèo ra. Cái bông cho tiền nó cũng tăng được mà, đâu phải nó tăng không được đâu. Yếu không đặt bơm trên nước được. Tưởng bỏ lá bèo lên là mình đặt cây chở được luôn chứ. Sử dụng lá lên lá bèo coi. Yeah.
What the hell gì mà nhiều quá vậy? Nhìn không kịp luôn á trời. Không có thấy con zombie nào mà tự nhiên đi biển cái đội cái xô thiết lên đầu hết á. Không có nha. Không giòn nha. Tự nhiên có con zombie nào tự nhiên cái ấp cái xô đi bơi. Coi tục tiểu vậy. Rồi phải lấy theo lá bèo, phải lấy lá bèo. Hay là bạn Nguyễn Đức nha, chào em, chào bạn Nguyễn Nguyên nha, khách là bà, khách là bạn Phú Vinh nha, chào fan Lôn và khách là bạn Đoàn Giang Phát nha, khách là em. À nếu nó nhỏ nhỏ thôi chứ em nghe tiếng em đái nữa. Mày đái xè xè luôn, mày đái xong cái mày ghi âm, mày để xuống này mày để điện thoại mày ghi âm á. Mày để mày ghi âm mày đái vậy xong mày đặt làm báo thức. Cái sáng đang ngủ cái nghe xè 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 cái dậy. Quảng cáo game với mọi người. Hai vị vua trở lại. Hello bạn Thương Bé nha, hello bạn Đoàn Văn Phát nha, chào fan. Chào Hiếu, chào đến tất cả các bạn nào mà còn đang coi livestream của Hiếu cho buổi tối ngày hôm nay nha. Mấy bạn nào mà đang coi cái livestream này mà nếu mấy bạn để dành ra ít xíu đi tương tác hello mọi người, cái mọi người. Tới lúc gọi tên mọi người đi chứ nãy giờ chơi không không có tương tác với mọi người được. Trước khi video kết thúc, Hiếu có một thông báo nhỏ nhỏ dành cho tất cả các bạn. Nếu như các bạn nào có kinh nghiệm về content hoặc là edit phân tích game thì hãy mau chóng gửi hồ sơ công việc về mail qlmna@box.studio để được làm việc và đồng hành cùng với Hiếu Ba Lên nhé. Bye bye mọi người.